Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi thăm mấy cây đông trùng hạ thảo của mình. Đây, các bạn nhìn xem, hoa của nó rất là đẹp nhé. Mình thấy rất là đẹp. Đó. Đây, mình sẽ hái lá. Hôm nay mình sẽ hái lá ngọn để nấu canh. Review cho các bạn xem. Không, nhiều người lại bảo ô cái okay, chỉ nói thôi nhưng mà không thấy ăn thì không biết có ngon hay không. Đây, tại vì chỗ cây này ấy, là mình sắp sửa mình nhổ lên để mình trồng đợt mới ấy. Đấy, có lẫn cả rau cúc này. Đây là cận cảnh lá của cây đông trùng hạ thảo này. Hái lá xong thì mình cũng đào một mớ để mai mình sẽ nấu món khác. Củ đông trùng này xào hoặc là nấu canh gà hoặc canh xương ấy, ngon lắm. Mình thấy trên internet họ nói rất là nhiều đến cái củ sấy khô này, làm được rất nhiều cách. Nhưng mà mình thì cũng mới là ăn với cả làm một vài cách thôi. Hôm nay mình sẽ nấu rau này với cả tôm, tôm tươi. Hôm nay mình không cho tỏi hành gì hết, mình muốn cái hương vị của cái rau nó được nguyên ấy, mình không thích cho tỏi. Mình cho dầu thật nóng, rồi cho tôm vào chiên sơ vàng hai mặt cho nó thơm. Canh ấy là các bạn mình phải để dầu thật nóng, lửa cao, làm thật nhanh thì nó rất là thơm mà không ra nước ấy. Đó, cho thơm vào, lật qua hai mặt vàng thơm rồi. Đây, bạn thấy chưa, thơm lừng. Bây giờ đã chuẩn bị một phần nước mà các bạn phải đun sẵn rồi, nước sôi nhá, cho vào. Vớt bỏ hết bọt đi.
Đây, đổ nước vào. Nóng quá. Đó. Rau xanh ngon nhé. Đây, cho thêm mấy bông hoa của nó vào, nhìn cho nó bắt mắt. Đó, hoa màu tím đẹp không? Ừ, nóng quá chưa? Đây, bốc hơi nóng ơi là nóng. Bây giờ mình sẽ, cơm của mình sắp được rồi. Bây giờ hôm nay mình sẽ review chỉ có canh rau tôm với cả cơm trắng thôi. Đây, xin mời các bạn nha. Rau của cây đông trùng hạ thảo nấu với tôm. Đây, hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem canh này ăn như thế nào nhé. Nhìn ngon chưa? Rất là hấp dẫn. Cơm mình vừa nấu xong vẫn còn nóng quá. Nó ngọt và nó bùi. Rau này nấu với tôm là mình thích nhất. Nấu canh với tôm với thịt hoặc là xào đều ngon, nhưng mà nấu kiểu này thì mình thấy nó rất là thanh và nó ngọt mát ấy. Thực ra cái rau này nhiều hôm nấu chay cũng ngon. Nó rất là ngọt và bùi ấy. Ngon tuyệt vời luôn. Mình thấy là ăn những thứ mà giống như rau ấy, mình trồng rất là yên tâm. Nhất là trồng theo kiểu organic ấy. Cây đông trùng hạ thảo này trồng rất là dễ. Đấy, lại có rau quý bổ để ăn nữa. Bạn đã thử trồng cây này chưa? Hãy thử trồng một ít để thưởng thức. Đây, đây là cây khoai tây của mình. Các bạn thấy nó ra hoa có đẹp không? Củ ăn rất là ngon mà hoa cũng đẹp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy thích video thì nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.